mấy em cẩn thận điều này đó là cái M1, M2 này của mấy em nè nó có chứa U ngoài cái chứa cái X1, X2, X3, X4 nó còn chứa U nữa nếu mấy em mới tính ma trận A bằng cách là mấy em dip M1, X1, dip M1, X2, dip M1, X3, dip M1, X4 này á thì coi chừng khi mấy em dip xong rồi nó vẫn còn thằng U trong đây trong ma trận A này không có thằng U nữa nha cho nên tốt nhất từ M1, M2 này mấy em sẽ suy ra hai cái uh, hàm khác mà trong đó U nó bằng không sau đó mấy em mới tiến hành dip cái hàm mới đó với x1, x2, x3, x4. Còn mấy em dip cái kiểu này là trong A nó vẫn còn tín hiệu u nha. Là vẫn chết nha. Cẩn thận. Rồi